Một sự thật về Indochine Việt, mọi nếu người tài cần chính phải khoảng xem 2,5 nhé. Tỷ mà muốn xây nếu cần điểm chi, tên một phong cách giao thoa đây, được vẽ đẹp, tinh hoa kiến nhé. Trúc của cả phương Đông và phương Tây là... thì hẳn là nhiều người mọi sẽ người nhắc đến phong cách Indochine. Phong cách Indochine xuất phát rất là đẹp. Phong cách Indochine xuất phát từ khu vực Đông Dương bao gồm 6 quốc gia như Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và một phần Malaysia trong thời kỳ Pháp thuộc từ cuối thế kỷ thứ 19 đến giữa thế kỷ 20. Trong giai đoạn này thì Pháp đã đưa vào khu vực Đông Dương không chỉ về văn hóa và xã hội mà còn về kiến trúc, nghệ thuật và xây dựng. Họ kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp tân cổ điển Pháp và cảm hứng vùng miền tạo ra phong cách Đông Dương hiện đại. Hiện tại chưa lại nhỉ? Anh Khánh đến Kiến Phong với họ kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp tân cổ điển Pháp và cảm hứng vùng miền tạo ra phong cách Đông Dương hiện tại. Kiến trúc sư tài hoa Ames Hebrard được biết đến là người